Ở quân mình tên bọn bây giờ bọn đi bọn cũng phong tại cục rộng ở chi vi cam mùi đài là bấy nó có nông sổ khám ai hay có chi mô tình áp hiệp xâm lập khám ai đá cứ thân bò chịt và hai đồ bấy bàn chi bọn cũng phong thuê nơi chi vi cam bây giờ bọn đi bọn Cá bất nhóm bàn thuê ca nghe chủ mùi nâng cồng hôn khóc khóc nghe và hai chị đọc cồng hôn và hai cộng hôn nó miền chẳng tôi miền chẳng thông miền chẳng cộng hôn lụm đạp on rải chuyện nâng thông thông nâng bị bay cộng hôn đại và hơi ngày mới nó cứ trong ban thuê ca ao cộng hôn đại thuê ca nghĩa kháng bị say sầm nòng và bị say sầm nòng cả bất thật cái bọc nhóm là về nước còn miền xong về đẹp ở phố bò để phố nó mà cống và hai miền xong về đẹp sầm nòng nó mà cống miền này thật cống hôn vì nghe chỉ pì hay cá bớt khi nhom châu ca nó cứ nhom thuê khang cái hào cương hốc chốc này bạn cương prau prai ở đâu khang cương tầm nong này tại đời xa tại dương chui thuê ti xa khang cương prau prai nó vì đồng nai ca lọ o tới sắp tại một nghĩa một khang tầm nong này vì miền bắc ha đại còn nom thanh nam liệp châu máu nó hay thanh nam liệp nó vì lũ ở chảnh vì việc cọ xe nó không kẹn hơi thật cái khi ông còn sông sơn la khi ông thả ao mà chui mưa kháng cái đường tụm nong bình phong vì pro khi ông che ong lê che ấy khi ông miên tụm nẹt tụm nong tụm lùng tụm lê chiên chẳng ao mà chui cong kháng lụa cương tụm nong chỉ biết xét cứ thả mà chui đành run tham đang ở tranh để xa tham nó bị chọc nó không kẹt cho bị